Xin chào bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Mặc dù dạo này nó hơi xuống chút xíu, râu thì nó dài ra, tóc thì nó sờm xoan, nghèo quá trời luôn. Cái bộ ghế sofa phòng giám đốc bán hết, còn có bàn dưới ghế nhỏ thôi đó. Khổ gì đó mà. Nhưng mà thôi, cũng tiếp tục với chương trình là cái gì, bếp ăn gamer. Ủa không phải, cái này là ẩm thực gamer chứ không phải bếp ăn gamer. Nhưng mà giờ nó hơi xuống rồi, các bạn thông cảm nha các bạn. Ngày xưa thời Huy Hoàng thì tôm hùm với cái Alaska này nọ, giờ nó hơi điêu tàn chút đỉnh đó, thì xin trân trọng giới thiệu các bạn món này là món bánh tiêu. Đây, bánh tiêu. Rồi cái món kế bên đó là cái món bánh bò. Món kế bên là món bánh bò nha các bạn. Rồi vài bữa nó thảm nó xuống tới hủ tiếu chay nữa cho coi này nha. Rồi cái này là món này là món xôi. Xôi này xôi gấc. Rồi các bạn sẽ hỏi ở đâu ra. Ở đâu ra thì Duy Nguyễn đã rất là tự hào khoe với các bạn có một gia đình nó hạnh phúc đúng không các bạn. Một gia đình nó đoàn kết. Mấy bà dì của Duy dưới quê lên thường lắm. Đó mà mỗi lần lên đó là mua cho Duy cái này. Đại loại là vậy thôi, mua giờ ăn thôi chứ sao giờ. Thì thật sự thì trên góc nhìn của một gamer á thì không ai ăn mấy cái này đó. Cái này ăn được nè. Cái này ăn được nha. Còn cái này á là ăn là hơi ghê rồi đó. Mà cái này ăn nó là siêu độc luôn đó. Nhưng mà bây giờ cái tình cảm nào qua tình cảm gia đình đúng không các bạn. Mấy gì của Duy năm nay sáu mấy hết rồi. Nói gì vậy thôi chứ sáu mấy, Duy 36 mà. Đó nên tình cảm mua này nọ. Giống như bạn đi ăn tiệc vậy đó. Mày không uống là mày không nể tao. Đúng không? Còn giờ mua lên mà không ăn là mệt rồi nha. Hồi nhỏ tao nuôi mày mà hồi nhỏ mày ăn ngon mà sao giờ mày tập mày tướng mày dày mày không ăn nữa là kỳ. Thì bây giờ các bạn có dám cá gì thách thức ăn chơi hai bánh tiêu không? Bánh tiêu này á, nó chiên ghê lắm á ba. Bánh tiêu này là không phải gì dặn dừa đâu, bánh tiêu này cực độc luôn á. Siêu độc trong 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 ngành ẩm thực siêu mơ nha. Đó, siêu độc luôn. Nói chung á quan điểm gì chơi chơi thôi, gì đẹp sẵn thì đâu sợ. Thật sự bạn luôn, gì đẹp sẵn thì không sợ. Đúng không? Cơ nó cũng có nè không? Da dẻ đẹp. Ngon lành, ăn hai này không có xấu đâu sợ. Thôi cầm chút xíu mà sao mà mở nó ghê vậy trời. Rồi, thôi không làm mất thời gian chương trình. Bụp luôn, cá luôn, calo đừng hỏi trên ngàn. Calo đừng hỏi nha, chất độc thôi khỏi hỏi luôn. Dầu dầu béo phát được không à, cáp được không, không protein chắc coi như không có. Bỏ luôn. Thôi chơi luôn. Đói bụng quá rồi. Nãy giờ ngồi chờ hai kia nó quay phim đó bụng quá mấy bạn. Nè, dễ ẹt rồi thấy không, cầm này, nhét vô. Rồi các bạn hãy giấu đi nước miếng nha. Chuẩn bị dứt. Cái nữa khổ quá, kinh tế nó xuống quá à. Nè bà này chơi bánh tiêu bà chơi không đều bột đó bà. Hồi nhỏ gì biết chiên này mà nghe dạng dạng ra đập bụp 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 được chơi bột nổi vô, bỏ vô chảo xô xô hút lên để xéo cái lật xéo cái rồi ra để trên cái giá rồi lọc dầu. Xong rồi dầu đó chiên 1000 lần. Có lời lắm bạn. Trời ơi, trời ơi, làm ăn mà. Không, này bỏ vô. Nó đổi quá trời rồi. Đó, em dặm vô. Mè nó rớt kệ nó. Cái này không dặm được. Tại vì xôi nó nén rồi nha các bạn. Xôi nén lại rồi này. Bạn đỡ bụng quá. Ăn xôi nó hơi bị khô khô. Ăn bánh bò nó ngon hơn bạn. Yeah. Ủa gì mà nó nghẹo từng con nước uống. Rồi xong rồi đó các bạn. Duy Nguyễn đố các bạn dám ăn như Duy á. Yes. Duy Nguyễn đố quá, dám không? Dám chơi hay bánh tiêu với bánh bò với xôi không? Dám đi làm clip đi Duy mới nãy. Nhưng mà đây mới là 1/2 của câu chuyện thôi. Câu chuyện bây giờ tôi đố các bạn dám làm giống tôi nè. Đó, ăn vậy thôi. Giờ chơi tới cái này, bổ sung protein ba ơi. Giây phút này quan trọng nhất, tôi giấu ăn sao sẵn rồi nè, thấy không? Đó, nước để sẵn hết rồi. Bổ sung protein mới quan trọng nha. Nãy giờ cái bữa ăn của Duy bằng thấy cáp không? Đó, bây giờ tới lúc mà đập thùng nè. 50g protein chất lượng cao. Wow. Không phải là làm men gì đâu bạn, bán ế quá uống luôn. Ế quá. Cái này nó mắc quá, tiền hạ không có tiền mua ông ơi. Chết bà rồi, trơn quá. Nãy ăn bánh tiêu nó dính dầu mấy bạn. Ừ ra rồi. Tôi thề luôn á. Mấy cái hũ bự bự á bán được bạn. Nó rẻ sinh viên đồ. Hũ này mắc quá. 1 triệu ngoài nha. Wow.
cộng cộng luôn. Việt Nam chịu không nổi, giờ uống luôn hai muỗng. Hai muỗng cung cấp 50g protein chất lượng cao mẹ. Nói gì nói chứ súp là đi chơi chất lượng cao không à. Cuộc sống ở ngoài có thể ăn cháo lòng bánh tiêu đồ thoải mái đồ hen. Dịch quay Bắc Kinh đồ phao câu mề đồ. Đó, nhưng mà nói chung là súp là phải chơi hai muỗng protein chất lượng cao. Hai em Mỹ Đế. Đó. Nói thề luôn nha, không phải là quảng cáo súp nha các bạn đừng hiểu lầm. Nói chung là bữa ăn của Duy Nguyễn buổi trưa đó là vậy đó. Bạn sẽ thấy là Duy Nguyễn sẽ rất là sang chảnh trong bữa tối. Bữa tối 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà buổi trưa đó mấy chục ngàn à. Mấy chục ngàn à bạn. Khỏe lắm. Bởi sống mà lo làm không. Sáng nghèo. Sáng nghèo, trưa nghèo, tối thì ăn sang sang chút xíu thôi. Để kích thích tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh đó mà. Trời ơi, sứ mệnh lớn mà. Mình kích thích tiêu dùng, chi tiêu, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh qua từng năm tháng. Thông báo cho bạn một số liệu mới là một ngày thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 2.000 tỷ. 2.000 tỷ đó bạn. 2.000 tỷ đó. Cách đây mấy năm có 1.000 tỷ thôi à. Bây giờ tự nhiên đập lên double luôn, 2.000 tỷ. Vô, 50g protein chất lượng cao cộng với đám cáp này chắc được rồi đó. Wow. Rồi vậy thôi. Video tới đây là hết rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình video ẩm thực của Duy Nguyễn nha. Đó, các bạn dám chơi kèo như Duy không? Đó, gì của Duy mua gì đó. Sắp tới sẽ có những món khác nữa mà các bạn đến đón xem ẩm thực quê nhà của Duy nha. Bye bye. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.